Chào tất cả quý anh em nha. Nay mình có sản phẩm mới giới thiệu cho anh em. Một cái đồng hồ của Kim Thái nha. Này thì hàng Thái loại 1 thôi chứ không phải Thái gì đâu, nhưng mà cũng ngon lắm anh em. Cũng ngon lắm. Đây nè. Một cái đồng hồ rim Thái loại 1 nha. Thì cái đồng hồ này mặt kính nó cũng đẹp lắm, mặt kính nó cũng tương đối là ok. Thì mặt trong nó cũng đẹp, nên màu của nó thì nó không thể bằng đồ zin được rồi. Nhưng cái điều mà mình muốn nói ở đây á là cái gì anh em biết không? Đó là cái đồng hồ này anh em, cái giá nó chưa bằng 1/10 cái đồng hồ zin á. Cái đồng hồ này đặt bán cho anh em nó chỉ có mức giá là 270.000 thôi. 270.000 nha, đồng hồ này 270.000. Nó thật cho anh em quá rẻ luôn nha, 270.000. Còn anh em mua cái đồng hồ zin thì nó là 1.900.000 nha anh em. Đó, 1/10 thôi, rẻ. Cực kỳ ok. Đó, thì cái đồng hồ này thì dây dắt đầy đủ hết cho anh em luôn. Về là mình chỉ có vô xe là mình lụm thôi ha. Đó, đầy đủ hết luôn. Ở đây thì nó có cái mã là made in Thái Lan này. Nhập khẩu là nhập khẩu bởi công ty NP này. Đây có cái tem nhập khẩu này. Đấy, nhập khẩu bởi công ty NP, tem đảm bảo này. Đấy, thấy không? Là nhập khẩu công ty này, ốc thì nó cũng hoàn khè luôn nha. Ốc đẹp lắm. Đấy. Giá thì 270.000. Thì cái này thì dành cho những anh em mà chúng ta không có yêu cầu mà phải quá xịn, nhưng mà nói chung là xài ngon, xài được, xài ok. Dây dắt là dắt đồng này, thấy không? Dắt là dắt đồng luôn nha. Dây dắt đồng hết, xịn sò cho anh em. Nó cũng đẹp lắm. Nói chung là anh em cầm cái đồng hồ này trên tay anh em nói chứ wow, 270 rẻ quá. Nó thật sự luôn em, cái đồng hồ này bán 270 chắc có một mình đạt bán duy nhất thôi. Có hàng bên em luôn, chắc có một mình đạt bán cái giá này. Chứ còn cái đồng hồ này thì cái giá của nó cũng phải trên 350 nha. Này mình nói thật. Đó, đây có một made in Thái Lan cho anh em luôn. Thì giá 270 nha anh em, mình về mẫu được cho anh em 10 cái. Anh em nào mua thì cứ báo với đạt, mình sẽ chốt cho anh em. Số điện thoại của mình thì anh em cũng thuộc rồi, 0915 434 913. Một cái đồng hồ thế này đánh cho rim Thái hoặc là super đều được nha. Super đời nào cũng được, tại vì nó chung một form hết nha. Đó, chung một form hết. Về mình chỉ bắt vô ba con ốc đây, hai con này đây, với lại con dưới này là anh em xài đấy. Các cái lỗ giác này đều là lỗ đồng hết nha. Đó, đều là chân ốc đồng hết cho nên là không phải lo. Đó, ốc ác này bạn khè thấy không, rất là đẹp. Nói chung là 270 thì có nhiều anh em không tin, nhưng mà nó chỉ có 270 thôi anh em, quá rẻ luôn. Kim đồng hồ cái đầy đủ hết nha, bao chức năng cho anh em xài hết. Anh em nào lấy thì liên hệ với mình nha. Giá 270.000 một cái nha anh em, siêu rẻ luôn.